Thưa quý vị các bạn, tôi đang có mặt tại một sân bóng thuộc thị trấn. Phải nói đúng là như thế bởi vì cái tên của nó là Provincial Sports Stadium. Dịch ra, tạm dịch ra có nghĩa là một sân bóng của một thị trấn tại Buriram. Cảm nhận của mình thì mới bước vào sân này là một cái sân bóng rất là yên bình, dễ chịu và ít người dân ở đây tập luyện. Tuy nhiên là một cảm giác rất thích thú khi mà đang đứng trên cái mặt cỏ. Thì đây là một cái mặt cỏ phải nói là khá êm và cỏ khá dày. Và khi sờ xuống như này thì chúng ta có thể cảm nhận được là nó rất là, cái độ ẩm rất là tốt, tức là nó không bị khô, độ ẩm rất là tốt. Và chắc chắn là đội tuyển Việt Nam sẽ có một buổi tập đầu tiên tại Buriram với một mặt cỏ chất lượng và hy vọng anh em tập luyện sẽ thành công. Có vẻ ốm bớt ha anh Cảnh ha. Nó này ốm bớt ha. Mập lắm. Mập lắm hả? Vậy tối bia vô nè. Đây trọng hoàng đây các bạn ơi, số 8 đây. Không hề. Còn đây là Xuân Trường các bạn ơi. Ui đây rồi. Đó. Xuân Trường đây nha. Phóng Trường với Lâm là Trường Thái. Ok, tí nữa sẽ có các bạn. Rồi. Vậy mình vẫn chưa thấy Cung Phượng đâu các bạn ạ. Đang đợi. Đây là Văn Thanh và Xuân Trường. Ngay lập tức ra ngồi gần nhau. Anh em lâu ngày không gặp. Đây, Công Phượng rồi. Ui. Đó, Công Phượng này. Rồi, như vậy là đã đủ rồi. Ta nhìn thấy các cầu thủ đã góp mặt. Khá là đông. Lại vỗ tay. Yeah. Rồi, 1 2 3 rổ. Rất vui. Và một không khí rất vui đây, một điều mà cực kỳ tuyệt vời đối với một tập thể. Vâng, thầy Park đã cho các anh em chuẩn bị những bài tập đầu tiên. Chào các bạn nhé, cảm ơn các bạn.
với các huấn luyện viên trợ lý thủ môn. Ba thủ môn của chúng ta các bạn có thể thấy đó là Đặng Văn Lâm, đó là Nguyễn Mạnh, là Văn Toản. Trong khi đó thì Nguyễn đi vùng với lại Nguyễn Mạnh và Văn Toản là hai thủ môn đang phong độ rất cao tại V-League năm nay. Còn Văn Lâm thì các bạn đã biết rồi là anh đang bắt trong vườn không Thái Lan. Ngày 5 tháng 6 theo lịch là 19:45 các bạn nhé. Thể lực của chúng ta rất tốt, tuy nhiên rồi người chưa thành công. Phép zoom một chút nha các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy không ạ? Zoom nó sẽ hơi mờ. Đây là bộ ba thủ môn của chúng ta. Văn Toản, Đặng Văn Lâm và Nguyên Mạnh vẫn đang tập cùng huấn luyện viên thủ môn của đội tuyển. Xin phép các bạn, đấy mình zoom ra thì có thể là chúng ta nhìn được nhưng hình nó rất là mờ. Do vậy là mình xin phép là không zoom. Đây nha mình. Đó. Còn bên này các bạn có thể thấy rằng là bộ ba thủ môn, xin nhắc lại, đó là Văn Toản của Hải Phòng, đó là Đặng Văn Lâm của Mường Thông và đó là Nguyên Mạnh của Sông Lam Nghệ An. Cả ba đều đang rất tích cực tập luyện cùng với cả huấn luyện viên thủ môn. Ba thủ môn của chúng ta thì quá cao to đẹp dài. Nếu mà chỉ dùng một từ để miêu tả với ba thủ môn thì mình sẽ xin phép dùng từ đấy là Thầy Park đứng lên rồi. Các bạn có tự tin là đến lúc các bạn bằng tuổi Thầy Park các bạn vẫn tự tin ra đây, ra sân bóng và khởi động cùng các cầu thủ chuyên nghiệp không? Các bạn có ai dám tin như thế không? Bác sĩ Choi đâu? Đây động tác bên ngoài. Bạch cao nào, bạch cao nào. Bạch cao nào. Bạch cao hiến. Sân trường có các bạn nhé. Sân trường thì ở đây mình không nhìn rõ được không? Nhưng mà sân trường có mặt rất rõ. Sân trường khi nãy có đi vào và ngồi xuống vân tay. Rồi, cảm ơn anh em. Đó. Văn Kiên có, bạn ơi, có Văn Kiên nha, yên tâm, có Văn Kiên đấy. Quang Hải đây, Vương Quang Hải với Mạnh chuyển ra miền Đông nước Anh. Trọng Hoàng đây các bạn ơi. Trọng Hoàng vừa bị lạc trôi. Còn mình hô là kết sáu thì 6 người sẽ phải đứng ở ôm nhau. Được kiểu nhưng mà hóa ra là bên Hàn Quốc cũng có trò này. Đây là một trò mà rất là vui thầy sinh viên, không ngờ để tập thể lực để tốt như vậy. Thằng nào sinh viên tình nguyện khỏe thế. Cùng Duy và Văn Thanh đang nhảy và các ô trò sử dụng nữa.
là chu. Chu có nghĩa là sẽ hai người ôm nhau. Hay quá. Cho giúp cả các cầu thủ vừa vui mà vừa có được thể lực tốt trong kiểu dài, cũng như là phản xạ, cái phản xạ rất quan trọng. Nhóm đang thiếu và vẫn đang thiếu và vẫn nhanh. Đó hồi chúng ta về ra. Game này hòa. Ôi giời ơi, bao nhiêu khí bùa về bộ đôi này trên sân. Ba thủ môn của chúng ta vẫn đang rất miệt mài nhé. Văn Toàn có hơi khác, chính xác là Nguyên Mạnh. Hơi khác thì áo bên trong là màu trắng, còn Văn Lâm và Văn Toản đều là màu đen. Thế bây giờ nếu mà ra ngoài không có bia thì sao?